Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Training Kết Cam Takedo 8 của tôi, Huỳnh Trúc Phong. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài học mới. Bài học này là mô hình hóa một cái sản phẩm rất là gần gũi với các bạn hàng ngày. Tuy nhiên, sản phẩm này nó có cái hoa văn phức tạp, thì nó mang cái tính chất là hoa văn điêu khắc. Thì cái bài tập hôm nay là chúng ta sẽ vẽ một cái dĩa. Đây các bạn, cái dĩa nó có hình dạng giống như thế này, thì nó có hoa văn. Thì những cái vỏ vòng này là nó mang tính chất là điêu khắc, giống như chúng ta điêu khắc nó vậy đó. Rồi, đây là cái sản phẩm mà cái video hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Thì đây là hình dạng của cái đĩa mà chúng ta vẽ bằng scale 2.0, và các hoa văn này là mang tính chất là giống như hoa văn điêu khắc các bạn. Đây. Thì cái dĩa này làm như thế nào ăn uống thì cái đó mình không quan tâm các bạn. Mình chỉ quan tâm tới là làm sao để chúng ta có thể mô hình hóa một cái sản phẩm mà cái dĩa nó có hình dạng na ná giống như thế này. Thì rồi bây giờ tôi sẽ tắt cái sản phẩm này đi và chúng ta sẽ bắt đầu một cái bài học mới nha các bạn. Rồi các bạn sẽ bây giờ tôi sẽ đóng nó lại. Rồi như thường lệ các bạn chọn new nè. Sau đó các bạn đặt tên cái sản phẩm mình, ví dụ như là cái dĩa thì đặt tên là DISH. Ví dụ vậy, rồi bạn bấm OK. Rồi, chúng ta bắt đầu vẽ. Thì để thực hành cái bài này á, thì các bạn sẽ coi những thông số hình ảnh sau đây. Thì đây là hình ảnh đầu tiên, là hình ảnh số 0 nè các bạn. Thì các bạn phải vẽ một cái tiết diện như thế này, nó có cái thước như thế này, và các bạn sẽ phải dùng hàm cha 3, và có cái kích thước SD 19 là bằng 5 nhân cho sin 3600 cha 3 nè cộng 33 nè. Thì cái SD chính là cái khoảng cách này nè các bạn. Thì trong cái bài học của các bạn vẽ cái kích thước này á, thì nó SD mấy thì các bạn sẽ chập đúng theo con số đó nha. Thì ở đây là cái bài của tôi thì cái SD của tôi nó là 19, thì giờ tôi sẽ để SD lên 19. Nếu mà bài vẽ của các bạn con số SD nó khác đi thì các bạn phải thay đổi tương ứng nha các bạn. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái hình ít chút không có kích thước như thế này. Rồi các bạn chọn ít chút nè, bạn chọn là ít chút. Rồi sau đó các bạn chọn solid, các bạn nhập giá trị ở đây là 3 mm các bạn. Rồi, các bạn chọn placement, chọn define, chọn cái mặt phẳng vẽ sketch là mặt phẳng này.
Sau đó các bạn vẽ một cái đường tròn. Cái đường tròn ở đây là các bạn sẽ nhập và đường kính là 170. Các bạn bấm OK. Rồi, các bạn cho nó hướng lên như vậy, dày 3 ly. OK. Rồi, bước tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng lệnh switch nè, các bạn sẽ quét. Các bạn chọn công cụ switch. Sau đó các bạn chọn cái chức năng solid nè. Rồi sau đó các bạn chọn quỹ đạo quét đầu tiên là cái vành tròn ở phía trên này. Các bạn nhớ bấm phím Ctrl để chọn cái contour ở trên và contour ở dưới các bạn. Đầu tiên chúng ta chọn vào cái nửa cung tròn này. Sau đó các bạn bấm nút Shift để các bạn chọn tiếp nửa cung tròn còn lại. Đó, sau khi các bạn chọn xong rồi, OK thì nó sẽ hiện ở ở trên này. Hoặc là hiện quỹ đạo gốc nè. Rồi kế tiếp các bạn muốn chọn tiếp cái quỹ đạo dưới đây nữa thì các bạn phải bấm phím Ctrl. Đó, các bạn bấm phím Ctrl, các bạn chọn được nửa cái này rồi. Sau đó các bạn muốn chọn nửa này còn lại thì các bạn sẽ bấm phím Shift. Đó, như vậy là các bạn đã chọn được hai cái contour như thế này rồi. Sau đó OK, các bạn chọn vào cái công cụ Sketch để chúng ta bắt đầu vẽ một cái tiết diện. Đấy. Thì tiết diện của chúng ta vẽ là các bạn sẽ vẽ cái hình như thế này, giống như hình số 0 này các bạn. Đây. Thì cái kích thước này là 20. Kích thước này là 20 nè. Và ở đây cái cung tròn có đường kính như này là đây là 33. Rồi các bạn sẽ các bạn chọn arc nè. Cái đầu tiên các bạn sẽ chọn center line. Các bạn vẽ đường tâm như vậy. Thì cái khoảng kích thước này là 20. 20. Rồi sau đó các bạn vẽ một cái cung. Đó. Bạn nhớ cái mở nhớ điều khiển cho nó có cái dấu tiếp tiến, các bạn nó có tiếp tiến ở chỗ ngay chỗ này nè. Đó. Rồi bước kế tiếp các bạn sẽ vẽ một cái đường line. Đường line bắt ở đây. Vẽ ra. Rồi cái chiều dài này là bao nhiêu không quan trọng, bạn nhập đại 30 đi. Rồi sau đó các bạn biến cái đường line này thành cái đường kinh chết sinh nè. Đó. Rồi các bạn chọn lệnh arc nè, xong các bạn mới vẽ một cái arc nó tiếp tiến với đường line này đi. Đó các bạn vẽ cho nó tiếp tiến. Nếu mà không tiến thì các bạn cứ vẽ đi. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng cái chức năng tăng gen nè. Các bạn ràng buộc cái cung tròn này với lại cái đoạn line này cho nó tiếp tiến với nhau. Rồi. Rồi sau đó các bạn sử dụng lệnh delete segment nè, các bạn xóa thằng này đi. Xóa này đi xong rồi các bạn mới đo khoảng cách. Khoảng cách từ cái điểm này cho đến cái điểm này là 3 mm. Đó. Rồi, sau đó các bạn phải khai báo cái error này. Error này các bạn sẽ khai báo giá trị là 30. Rồi sau đó các bạn đo cái kích thước từ cái điểm này đến cái đường tâm này là các bạn sẽ chỉ vào đây, các bạn xóa cái thứ này, xin lỗi, các bạn sẽ xóa cái kích thước này đi và chúng bạn sẽ đo theo khoảng cách này này. Đây là giá trị là 33. Rồi sau đó các bạn sẽ vẽ một cái cung tròn tiếp. Bạn trước khi vẽ cung tròn các bạn sử dụng lệnh line, các bạn sẽ nối hai cái đường này lại. Rồi sau đó các bạn biến cái đoạn line này thành một cái đường là kênh chết sinh luôn. Rồi các bạn sử dụng circle ba tangen nè. Các bạn sẽ vẽ một cái cung tròn tiếp tiến với lại ba đối tượng như thế này. Đó. Rồi OK.
Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái delete semen này, chúng ta sẽ xóa phần này đi. Đó. Rồi hai cái đoạn này các bạn không có nên xóa, xóa nó sẽ bị mất ràng buộc, cho đó các bạn sẽ chia nó. Các bạn sử dụng lệnh divide nè. Divide là chúng ta sẽ chỉ vào cái giao điểm mà chúng ta kích một cái. Tại cái giao điểm này chúng ta kích một cái. Rồi như vậy chúng ta đã chia được rồi. Rồi bước kế tiếp là chúng ta sẽ biến cái đường đứt, cái đường này thành cái đường congestion. Biến cái đường bên này thành cái đường congestion. Rồi. Sau khi các bạn vẽ xong rồi, các bạn nhớ cái kích thước này, sau đó các bạn chọn là tool nè. Sau đó cái chọn là D relation nè, đó. Thì ở đây nó của tôi nó hiện SD 10 12 nè các bạn. Mặc dù ở ngoài nãy mình có cái hình ở D 19 nhưng mà cái nó, nhưng mà ở đây là D 12, do đó chúng ta sẽ để ở đây là SD 12. Các bạn SD 12 bằng bằng gì? Bằng 5 nè. Bằng 5 nhân cho sin. Bằng 5 nhân cho sin mở ngoặc 3600. Rồi sau đó nhân cho cha 3. Rồi đóng ngoặc lại cộng 33. Đó, các bạn nhập cái đúng biến này các bạn, SD 12 bằng 5 nhân cho sin của 3600 nhân cho 3 cộng 33. Sau khi xong rồi các bạn bấm vào nút đây để kiểm tra coi cái phương trình chúng ta đưa ra có chính có đúng hay không, bạn bấm vào đây. Rồi nó báo là relation have been successful verify, đó là kiểm tra ok thành công. Rồi các bạn bấm ok. Sau đó các bạn bấm sketch đây nè, rồi các bạn bấm ok đây nè. Đó. Rồi bạn bấm ok. Đấy. Như vậy là chúng ta đã bước đầu chúng ta đã tạo được cái hình dạng cái đĩa là nó có cái hoa văn nó cong cong như thế này. Rồi bước kế tiếp là chúng ta cắt những cái hoa văn ở trong này. Thì để cắt cái hoa văn trong này thì chúng ta sẽ coi cái bắt đầu từ hình số 4 nè các bạn. Hình số 4 chúng ta sẽ vẽ lần lượt là những cái thông số như thế này. Rồi chúng ta đi bắt đầu từ hình số 1. Số 1 đầu tiên các bạn sẽ vẽ một cái tiết diện là EG10 nè. À, tiết diện EG10. Và cái khoảng cách từ chân của cái tiếp tiến cho đến đây là đường kính 60 nè các bạn, đây là 60 nha. Rồi. Có thể các bạn coi thông số này chưa, các bạn chưa hiểu nhưng mà bạn sẽ coi thao tác và bạn sẽ hiểu được. EG10 này đường kính 60. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh gì, lệnh Givon nè các bạn. Chúng ta sử dụng lệnh Givon, chọn surface. Sau đó chúng ta chọn vào đối xứng hai phía và chúng ta nhập góc như đây là 60. Rồi, chúng ta sổ placement ra, chọn define. Sau đó chúng ta sẽ sổ mặt phẳng ra, các bạn sẽ chọn mặt phẳng này. Đó là mặt phẳng vẽ sketch. Rồi. Bước kế tiếp là các bạn sẽ trình diễn hai đinh line các bạn. Hai đinh line để các bạn thấy được cái đường này nè. Rồi các bạn chọn reference nè, các bạn chọn cái đường đứt này nè. Đó làm tham chiếu. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng lệnh line, các bạn sẽ vẽ một cái đoạn line từ đây đi đến đây. Thì nãy tôi chỉ vào vòng tròn 60 á, thì do đó là cái đoạn line này là phải là 30. Các bạn. Rồi các bạn vẽ một cái cung tròn bán kính EG10 là vẽ tiếp tiến với hàng này. Các bạn vẽ xuống như vậy. Đấy. Rồi cái giá trị này không 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 quan trọng, và cái EG ở đây thì EG ở đây chúng ta sẽ coi lại cái hình này. Đây là hình này là EG10 nè các bạn. 60 chính là cái đường, cái vòng tròn này chính là cái đoạn thẳng hồi nãy vẽ đó. Và khoảng cách này 2 này EG10. Rồi, chúng ta sẽ khai báo. À, cái này là 2 nè. Rồi cái này là EG10 nè. Rồi xong. Sau đó các bạn bấm ok. Bấm ok luôn.
À, trời, xin lỗi các bạn ơi, chưa chưa vẽ cái trục. Tôi vẽ tiết diện xong mà chưa vẽ cái trục, các bạn chọn center line ở đây, các bạn đi bên bằng bằng vẽ một cái trục xoay. Rồi bạn bấm ok. Ok nè. Đó. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái mặt nhỏ như thế này. Rồi bước kế tiếp á, là các bạn sẽ vẽ một cái vòng tròn như thế này. Nó cách cái khúc đường kính 60 là 1 ly nè, và cái đường kính đó là 10 nè. Đó, giờ có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ cái vòng tròn ở đây nè, vòng tròn đường kính 10 nè và khoảng cách là 31 nè. Đó. Rồi cái tiếp các bạn sử dụng công cụ Extrude nè. Extrude ha. Sau đó các bạn chọn mặt phẳng này. Các bạn vẽ. Rồi các bạn sẽ vẽ một cái cung tròn. À, các bạn sẽ vẽ một cái cung tròn bất kỳ, bạn vẽ đây đi. Rồi thì cái đường kính là đường kính 10 nè. Đó. Rồi cái khoảng cách từ cái đường tâm này cho đến cái đường tâm này là 31. Các bạn sửa này 31. Đấy. Vòng tròn nó vô đây rồi. Sau đó bạn bấm ok. Ok xong các bạn chọn chức năng Surface nha. Ở sang Surface, sau đó chọn chức năng đối xứng và nhập cái giá trị ở đây là 50. Bấm OK. Đó. Như vậy là ta đã có được một cái mặt như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mét hai cái mặt này lại với nhau. Các bạn chọn ít chút ở bên này nè, sau đó bấm Ctrl chọn Ribbon nữa. Đó, các bạn chọn hai này xong các bạn bấm vào mét. Mét. Rồi sau đó các bạn sẽ lựa chọn như thế nào đây, lựa chọn cái chúng ta giữ cái mặt, giữ cái ống bên này và cái phần thịt bên bao trong ống này, thì cái này bạn chỉ ở trên là giữ trên nè, cái này giữ trong là các bạn bấm review xem thử nè, như vậy là ra được cái ống như vậy là ok nè các bạn. Rồi các bạn bấm ok đấy, rồi như vậy là bạn vẽ được cái hình này. Rồi sau đó bước tiếp theo á là chúng ta sẽ sử dụng cái ống này để chúng ta cắt cái phần solid này đi. Rồi các bạn chọn mẹt nè. Đó, chọn mẹt xong rồi các bạn chọn Solid Define nè. Đó, Solid Define rồi mũi tên. Các bạn chọn vào cái dấu là dấu cắt nè, cắt bỏ nè. Cắt bỏ. Mũi tên vô trong. Hay là mũi tên ra ngoài. Mũi tên ra ngoài không được, mũi tên vô trong các bạn, mũi tên vô trong các bạn bấm OK. Đấy. Như vậy là các bạn đã cắt được cái hoa văn này. Đó. Rồi bước kế tiếp là chúng ta sẽ vắt nghiêng cái hoa văn này và bo cái hoa văn này. Chúng ta sẽ vắt nghiêng hoa văn này ra. Rồi các bạn chọn lệnh drag. Lệnh drag các bạn bấm vào đây. Các bạn tại cái dòng thứ nhất này các bạn sẽ chỉ cái mặt đứng này. Tại cái dòng dưới đây các bạn sẽ chỉ cái mặt phẳng này. Và các bạn nhập cái mũi tên hướng xuống. Và các bạn nhập giá trị gốc ở đây là tối đa là 30 luôn. Bó 3 là 30 rồi và bấm OK. Đó. Như vậy bạn đã tạo được một cái hoa văn mà sau đó vắt nghiêng cái này. Chúng ta thử nhìn từ trên xuống nó dưới nào. Bạn bấm top đi. Đấy. Chúng ta tạo được một cái hình giống như thế này. Rồi, công việc còn lại là chúng ta sẽ bo nó luôn. Bo luôn, bo là R0.5. Các bạn sử dụng cái công cụ râu nè. Các bạn nhập cái báo giá trị là 0.5 nè. 0.5 rồi chúng ta sẽ bạn sẽ chọn cái cạnh dưới đây trước. Đó. 0.5. Rồi các bạn chọn tiếp cái chọn cạnh trên này. Các bạn bấm new set nè, các bạn chỉ cho em cạnh trên này. Rồi sau đó bạn bấm OK. Đấy. OK như vậy là ta đã tạo được cái chi tiết này. Rồi bước kế tiếp là các bạn sẽ gấp cái này lại. Các bạn sẽ gấp toàn bộ cái này lại từ cái lệnh Ribbon này cho tới gao này đi. Các bạn chọn gao xong các bạn bấm Shift ngay cái vị trí Ribbon đây.
Rồi ta đã chọn được hết cái này rồi, sau đó các bạn bấm nút phải chuột tại đây, các bạn chọn group, có nghĩa là chúng ta sẽ nhóm nó lại thành một group. Rồi bước kế tiếp các bạn chọn operation ở đây, chọn feature operation nè, sau đó chọn copy, sau đó chọn mu nè, ở đây chọn mu nè, bấm nó đinh đinh thì các bạn chỉ vào cái group này đó, bạn bấm ok ok xong các bạn chọn rotate nè, chọn rotate, sau các bạn chọn cơ and acid ở đây nè đó, rồi các bạn sổ này ra để bạn chọn cái trục xoay, trục xoay của chúng ta là cái trục này nè đó, bạn chỉ vào cái trục nhỏ này, bạn bấm ok, sau đó nó hỏi nhập góc xoay, chúng ta sẽ nhập cái góc xoay vô là ví dụ như 20 độ đi, 20 20 độ, ok đinh ok đấy, vậy sẽ tạo được cái hình như thế này. À, như vậy ok, vậy là 20 độ là ok nè. Rồi bước kế tiếp á, là các bạn sẽ copy hàng loạt nó luôn, các bạn sẽ chọn vào cái group này, các bạn bấm nút phải chuột, các bạn chọn button, rồi button các bạn sẽ kiếm cái góc độ ở đây, là bạn chỉ cái góc độ 20 ở đây nè đó, 20 ở đây thì ở đây là được chọn 20 rồi, và ở đây mình sẽ nhập là tổng cộng là 18 đúng không bạn, nhưng mà trừ một cái đã copy rồi, do đó cái này còn 17 17 ok. Rồi các bạn đợi máy tính toán thì nó sẽ tạo ra. Đấy. Rồi nó tạo ra được cái hoa văn đầu tiên rồi. Đó. Rồi như vậy là bước 1 làm như vậy, như vậy tương tự bước 2 chúng ta cũng làm y chang như vậy luôn. Nhưng mà thông số của bước 2 á, thì cái hình khác. Thông số bước 2 á, thì là đối với cái vòng tròn á, thì chúng ta sẽ lấy vòng tròn có kích thước này. Còn đối với lại cái mặt givon á thì chúng ta sẽ lấy cái hình hình số 2 này nè. Đây là cái mặt givon nè. Là 48 nè, cũng là R10 luôn nè. Và cái tiếp tiến là đường kính 77 nè. Rồi như vậy. Rồi tương tự các bạn sẽ vẽ tiếp cái bằng cái lệnh givon, chọn givon lặp lại nè, lặp lại givon surface. Sau đó chọn surface, rồi chọn đối xứng nhập góc 60, rồi chọn placement, chọn define define, sau đó chúng ta sẽ chọn cái mặt phẳng này đây, bấm ok sketch, rồi chúng ta là tiếp tục ẩn đi các đối tượng không cần thiết đi, rồi chúng ta sẽ bấm vào hai đinh line và chọn gear frame, chọn cái đoạn thẳng này, sau đó sử dụng lệnh line, mình line để chúng ta vẽ cái này, cái đường kính này là 77 các bạn, 77 do đó chúng ta sẽ nhập ở đây là 77 chia 2, 77 chia 2 đó, bạn nhảy 72 cho 38.5. Rồi sau đó sử dụng một cái ạc để vẽ một cái cung tròn tiếp tiến cái thằng này luôn. Cũng là EG10 luôn. Cũng là EG10. Cũng là EG10 luôn, và cái khoảng cách đây là 48. Rồi các bạn mới đo khoảng cách từ cái điểm này cho tới cái khoảng này là 48. Rồi ok. Ở các bạn vẽ trục xoay các bạn chọn center line này, các bạn vẽ cái trục xoay đi nè. Rồi các bạn bấm ok. Như vậy là ta tạo tiếp được cái một cái mặt xoay thứ hai. Rồi tiếp tục chúng ta sử dụng công cụ Extrude. Rồi các bạn chọn cái mặt này. Rồi các bạn chọn ok. Đó, các bạn chọn surface đây nè, surface, rồi chọn đối xứng hai phía, nhập giá trị đây là 50, rồi chọn define, chọn mặt phẳng này sketch,
lỡ bạn tôi đây thao tác nhầm này, rồi chúng ta sẽ chọn lại nè, bạn con chó chủ ở đây các bạn sẽ chọn ít chút nè, chọn cái mặt này. Ok, như vậy cái đường nó bị các bạn sẽ chọn circle. Bạn chọn circle, bạn sẽ vẽ vòng tròn ở đây. Thì cái thông số này á, thông số này chính là cái của cái hình hình số 2 này nè, là 38 nè các bạn. Đường tròn 38 là đường kính 12 nè, và nó lệch đi là 5.5 ở phía dưới nè. Nằm phía dưới các bạn. Lệch đi 5.5 phía dưới, do đó chúng ta sẽ kéo vòng tròn này xuống dưới nè. Đó. Nó lệch đây là 5.5 nè. Rồi cái khoảng cách này là 38. Đó, rồi còn cái đường kính này là 12. Các bạn chúng ta kiểm tra lại coi. Đường kính 12 ok. Rồi các bạn bấm ok. Như vậy các bạn sẽ chọn là đối xứng về hai phía. Rồi nhập vô 50. Rồi bạn bấm vào cái chức năng surface nè các bạn. Tức là mình tạo một cái ống hình surface thôi, các bạn bấm ok. Rồi nó ra mặt thứ hai, rồi chúng ta lại tương tự, chúng ta lại chọn hai cái mặt này, chúng ta lại mét tiếp. Chúng ta chọn ít chút, sau đó bấm Ctrl chọn Given. Rồi sau đó bạn chọn mẹt. Mẹt thì giống như nãy chúng ta sẽ giữ cái ống ở phía trên, do đó chúng ta sẽ bấm phía trên và giữ, chúng ta giữ hịch bên trong, thì mũi tên nằm ở trong là ok, đúng rồi. Và bạn bấm ok. Thì ra được cái ống này. Ra được cái ống thứ hai. Rồi các bạn như lại chọn cái mẹt này tiếp. Rồi các bạn lại chọn Solid Define. Define và các bạn chọn cái dấu cắt ở đây. Nó lập tức nó cắt được cái này rồi. Rồi bạn bấm ok. Đó, rồi tương tự chúng ta lại vác tiếp cái mặt đứng này. Chúng ta các bạn chọn lệnh gap. Rồi các bạn chọn cái mặt này. Rồi cái mặt dưới đây các bạn sẽ chọn là cái mặt phẳng này. Đó, mũi tên thì hướng xuống nè. Nhập giá trị 30 vô nè. 30 độ vô, rồi bấm ok. Đấy. Như vậy các bạn đã tạo được cái này rồi, bước là cái tiếp là chúng ta lại bo tiếp. Các bạn chọn gau. Các bạn chọn cái cạnh bo này là 0.5. Rồi sau đó bấm vào set, chọn new set, bấm tiếp cái cạnh này. Rồi ok, như vậy chúng ta đã bo được cái đối tượng thứ hai này rồi. Rồi công việc tương tự còn lại là các bạn sẽ gấp lại, gấp từ cái ribbon này trên này cho tới xuống cái lệnh go. Các bạn bấm chọn bất kỳ một đối tượng, sau đó bấm shift tới tới cuộn cuối cùng thì nó sẽ chọn hết. Rồi sau đó bạn bấm phải chuột, các bạn chọn group. Đây, như vậy là chúng ta có được một cái group này rồi. Bây giờ lại copy giống như nãy nữa, chọn là operation nè, feature operation nè, chọn copy nè, chọn move nè. Sau đó chọn cái group này. Sau đó chọn đinh. Ok. À xin lỗi. Chết rồi. Nhầm rồi. Các bạn chọn lại fit operation, feature operation nè. Chọn copy. Chọn copy nè. Copy move đinh. Rồi chọn cái đối tượng này, bấm ok. Sau đó các bạn chọn gô tay nè, gô tay chọn cơ and axis, các bạn sẽ chỉ cái trục này. Bấm ok, các bạn nhập góc vô là 20. Rồi ok. Đấy, như vậy là ta đã tạo được cái vành thứ hai nó giống vậy. Rồi bây giờ chúng ta lại sử dụng gọi là cái group copy nè, copy này. Các bạn chọn ở đây, các bạn bấm nút phải chuột, các bạn chọn button nè. Đó, button, rồi sau đó mình sẽ chọn vào góc 20 này tiếp.
Rồi ở trên đây mình lại nhập cái con số đây là 17. 17. Bạn bấm OK. Càng copy nhiều lên thì cái tính toán nó càng nặng các bạn, máy máy nhiều khi yếu là dễ không nổi á. Rồi ok, vậy chúng ta đã tạo được hai cái rồi. Đây. Chúng ta đã tạo được hai cái rồi, tương tự chúng ta sẽ làm cái thứ ba. Cái thứ ba thì tôi sẽ làm một lần nữa, còn hai hai cái bốn cái năm là các bạn sẽ tự làm nha. Tôi làm tiếp tục, chúng ta sẽ lặp lại cái thao tác y chang như nãy nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ đó thứ ba thì cái vòng tròn thứ ba của lợi ích trước các bạn sẽ sử dụng cái thông số kích thước này. Còn đối với lại cái mặt mặt tròn xoay revolve thì bạn sẽ sử dụng cái hình này nha. Hình này là nó có cái EG30 nè và 0.5 ở đây nè đó. Còn cái khoảng này là khoảng 85 nè, 85 mà các bạn, 85 EG30 0.5. Rồi. EG30 0.585, 85 các bạn. Rồi vậy đầu tiếp tục vậy lặp lại là đầu tiên chúng ta lại bắt đầu bằng lệnh Givon tiếp nè. Chọn Surface nè. Rồi chọn đối xứng hai phía nè. Rồi nhập vô là 60 nè. Rồi sau đó chọn Placement, chọn Define. Chúng ta sổ cái mặt phẳng ra, rồi chọn mặt phẳng này. Đó. Rồi chúng ta lại ẩn đi các mặt phẳng. Sau đó chúng ta sẽ hiện cái hai đinh line lên. Rồi cái chọn gear frame, chọn cái cạnh này. Rồi sau đó sử dụng lệnh line. Lệnh line mình sẽ vẽ từ tâm mình vẽ ra. Thì nãy chúng ta coi đường kính nó là 85. Như vậy con số của này sẽ là 85 trên 2. Đây, 85 trên 2. Rồi chúng ta sẽ sử dụng một cái ạc để vẽ tiếp tiến với lại cái đoạn line này. Ok, thì cái ạc ở đây á, mình sẽ di chuyển nè, di chuyển nằm trên này, nằm trên vùng mình nè các bạn đó. Rồi thì cái bán kính này là mình sẽ nhập lại EG30. Rồi cái khoảng cách này á, hồi nãy là 0.2. Rồi sau đó các bạn vẽ bộ đường center line cho nó. Rồi ok, rồi chúng ta tạo được một mặt mặt tròn xoay như thế này. Rồi bước kế tiếp chúng ta lại gì, sử dụng cái mặt x-chút nữa, x-chút các bạn chọn x-chút nè, chọn surface nè, chọn mirror hai phía nè, nhập giá trị vô là 50 nè. Rồi sau đó các bạn chọn cái mặt này làm mặt phẳng vẽ sketch. Rồi các bạn sẽ phải vẽ cái hình vòng tròn. Bạn vẽ hình vòng tròn thì các bạn sẽ tham khảo cái hình số 4 vòng tròn số 3 đây nè. Là nó nằm phía trên nè, cách là 6 ly nè, 13 46. À, các bạn sẽ vẽ một cái vòng tròn ở đây nè. Đó, thì cái khoảng cách này là 6 nè. Đường kính này là bây giờ là 13 nè. Rồi khoảng khoảng cách này là 46. À, bạn bấm OK. OK. Rồi chúng ta lặp lại tương tự, chúng ta chọn hai cái lệnh x-chút và givon này chúng ta mẹt lại. Đấy. Sau đó chúng ta mẹt lại và đổi mũi tên giữ vật liệu ở phía trên về phía bên trong. Rồi các bạn bấm OK. Rồi sau đó các bạn lại chọn mẹt, sau đó chọn solid define. Rồi.
Như vậy là chim được rồi, bấm review thử đi. Rồi. Ở đây nó chưa chim được là lý do là có thể là chúng ta vẽ cái khúc này nó bị sai, để tôi sẽ coi lại cái hình ở đây. Là nó là bao nhiêu, 6 nè, 13 nằm phía trên nè, kích thước 46. Đó, các bạn bấm ok thử nào. Nhưng mà chúng ta chim cái này nó hơi chưa chính xác, cái ba sẽ bỏ đi, bỏ cái mặt này đi. Rồi các bạn sẽ nhìn cái khung dây của thằng này. Ok. Chúng ta sẽ chim lại nào, ít chút nè, Yvonne nè, mặt nè. Đổi à, chúng ta sẽ đổi lại. Đây, trên hướng lên trên. Ok. Đấy. Rồi các bạn chọn mặt, chọn Solidify để chúng ta cắt nó đi. Chọn cắt, bạn bấm cắt, hướng cắt ở đây nè, mũi tên chỉ vô nè, bấm vô cắt nè các bạn, rồi bấm ok nè. Đấy, vậy là chúng ta đã cắt được rồi. Rồi chúng ta lặp lại tương tự, tiếp chúng ta lại vát tiếp nè, chọn gát nè. Rồi sau đó sổ ra đây, bấm đầu lên này, các bạn chọn cái mặt đứng này. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái mặt nằm này. Và chúng ta đổi hướng mũi tên chỉ xuống. Đổi tên hướng xuống, nhập giá trị đây là 30. Ok. Đây, chúng ta tạo được cái hình thứ ba rồi. Rồi chúng ta lại tiếp tục dùng lệnh gao để bo tiếp. Lệnh gao bo bán kính 0.5 thì chúng ta bo chân ở dưới và cạnh ở trên. Đó, và bấm ok. Đấy, chúng ta đã tạo được cái chúng ta đã tạo được cái hình như thế này. Rồi xong. Rồi cái bước là chúng ta lại lặp lại là gấp lại. Chúng ta sẽ gấp từ Givon này cho tới cái gao này. Đó, các bạn bấm nút phải chọn 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 group. Rồi, group xong thì đầu tiên chúng ta sẽ copy ra thành một cái. Chọn feature operation nè, chọn copy nè. Chọn copy mu nè, chọn đinh. Sau đó chỉ cái này, bấm ok. Sau đó chọn rotate nè. Rồi chọn trục, chính là cái trục xoay ở đây. Xoay này. Rồi ok, nhập vô là giá trị góc quay là 20. Bấm đông mu đông. Ok, chúng ta đã tạo được một cái hoa văn dạng điêu khắc thứ hai rồi. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng cái group ở đây, các bạn bấm phải chuột chọn bắt tinh nè. Bắt tinh rồi chúng ta sẽ kiếm cái góc ở đây 20, nhập giá trị đây là 17. Ok. Rồi đến đây thì nói chung là nó tính toán là khá nặng các bạn, máy các bạn, máy nào nặng là tính không nổi rồi, yếu à.
Đấy, ok. Rồi chúng ta đã copy được cái dòng thứ ba. Rồi như vậy hai dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại giống như ba dòng trước các bạn, nhưng mà cái thông số á. Nhưng mà cái thông số các bạn sẽ coi bắt đầu từ à, hai đây là thông số nào, ví dụ nói hình số 4 á, mà cái tiết diện mà Givon các bạn sẽ sử dụng là R30 nè, bán kính là 112 nè. Đó. Xong rồi bạn sẽ sử dụng cái đường kính nhỏ ở đây là 18. Và nó có kích thước này, kích thước này khó xem thì các bạn sẽ xem cái kích thước ngang của cái vòng tròn này, thì các bạn sẽ xem ở bên cái hình số 4 này, là cái hình này nè, là kích thước là theo cái phương ngang của nó nè là 56 nè. Đó, tương tự cho hình thứ 5 mà ít chút đó, là cái thước phương ngang là 68 với lại 27.5 và đường kính là 20. Đường kính 20 thì chúng ta sẽ so sánh với hình số 5 ở đây. Đấy. Thì hai cái đoạn còn lại tôi sẽ chừa lại để cho các bạn vẽ, và tôi sẽ vẽ cái hoa văn kia là hoa văn thứ 5. Đây chúng ta sẽ vẽ một cái đường như thế này để tạo cho hoa văn thứ 5. Rồi các bạn sẽ vẽ, đầu tiên các bạn sẽ vẽ một cái đường line xéo xéo như thế này, và nó có kích thước như thế này. Đường line này là nó nghiêng, là đường line này là nghiêng 20 mấy độ, 26 độ. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ chọn cái gì ít chút ha. Ít chút. Các bạn chọn ít chút, sau đó các bạn chọn surface, rồi các bạn chọn mirror, rồi các bạn bấm vào nhập vô 50. Rồi chọn flaming, chọn define, các bạn sẽ chọn cái mặt phẳng này nè, là mặt phẳng vẽ sketch. Rồi các bạn sẽ vẽ một cái đường như cái hình này. Như hình số 5 này là cái đường xéo này. Trước. Rồi các bạn sẽ vẽ cái đường xéo này trước. Đường xéo này nó có cái bề ngang là 77 nè. Với lại 74 nè. Đo từ đây. Đây ra đây. 77. Rồi sau đó 74. 74. Rồi các bạn đo góc độ của cái đoạn line này với cái phương ngang này là 26 độ. Rồi sau đó chiều dài của cạnh này là 20 thôi. Các bạn sẽ bấm vào đây, chiều dài đây là 20. Đấy. Rồi ok. Giờ cái đường này chúng ta sẽ chọn nó thành một cái đường gì? Đường đứt. Đứt nha các bạn. Nếu mà không, ông rồi bấm ok chấp nhận luôn đi. Rồi tiếp vẽ cái đường thứ hai. Đường thứ hai này là nghiêng là 50. Các bạn chọn đường thứ hai này, các bạn chỉ vào cái đường này. Bạn chỉ vào cái đường này. Rồi, phân nhậm nhập vô là góc là 50 độ. Các bạn sẽ đo góc. Bạn cho cái đo cái đường này với lại cái đường này 50. 50 các bạn, 50. 50 độ. Rồi, thì chiều dài nó là cũng là 50 luôn. Chiều dài của cái cạnh này là 50. Đấy, ok. Rồi chúng ta đã tạo được một cái hình giống vậy rồi. Rồi bấm ok. Các bạn tạo được ít chút nha. Rồi bấm ok luôn, ít chút surface.
Rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ giao, các bạn đầu tiên các bạn sẽ chọn cái mặt mặt dưới đây, các bạn bấm phím Internet ai má để chọn được mặt đỏ này, sau đó bấm phím bình chọn để chúng ta chọn cái mặt này. Đấy, hai mặt này giao nha, các bạn chọn insert nè. Đó, bạn chọn được hai đối tượng rồi, cho thứ hai bạn sẽ chọn cái đó, bấm kình ba bấm nhớ bấm kình cho các bạn, các bạn chọn hà bấm ok rồi mà nó ra được hai cái đường này rồi. Rồi cái tiếp các bạn sẽ sử dụng cái mặt phẳng này để bạn vẽ sketch, các bạn vẽ sketch đó, nó có thông số này. Đó, thông số này EG15 nè, vẽ cái đường cong mà bạn vẽ 15 này, dưới đây là EG20 nè các bạn. Rồi các bạn chọn lệnh switch ha. Rồi, các bạn chọn switch nè. Cho các bạn chọn sketch chứ, còn sketch. Rồi sau đó bạn chỉ cái mặt này làm một phẳng vẽ sketch. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng cái chức năng Go Z ở đây nè. Z các bạn sẽ chọn cái cạnh này. Đó. Rồi ok. Kế tiếp chúng ta sẽ vẽ một cái ạt tiếp. Ạt có tiếp tiến với cung tròn này luôn. Cong nhỏ thôi. Bạn vẽ cong nhỏ thôi đó. Bạn có thể vẽ là cái nó là 10 cũng được các bạn. 10 hơi nhỏ hơn cũng được. 15. 15. Rồi khoảng cách này là 10 đi. Cái này 5 cũng được, 5 ok. Rồi tiếp tiếp bằng cái vẽ tiếp một cái ạt tiếp. Vẽ cung tròn ạt này luôn là đúng mà. Đó, chúng ta các bạn vẽ sẽ cong vô nhiều lên. Rồi thì cái EG ở đây con số này cũng được rồi, con số này 10 14 chẳng hạn. Rồi ok. Đấy. Như vậy cái độ cong như là ok nè. Chúng ta sẽ cắt nó. Rồi các bạn sử dụng lệnh switch nè. Các bạn chọn chức năng switch kết nè, chọn solid nè đúng không? Rồi sau đó chọn cái quỹ đạo nè. Các bạn chọn quỹ đạo là cái sketch này. Rồi ok, sau đó bấm vào sketch. Bấm vào sketch thì chúng ta sẽ cắt nó là chúng ta nó sẽ cắt là vô là 0,2 không phải 0,2 mm thôi. 0,2 mm thì rồi ok. Như vậy, rồi như vậy có nghĩa là bạn sẽ vẽ một cái đường centerline đi như thế này. Rồi cái khoảng cách của thằng này là ví dụ như 0,25 chẳng hạn. 0,25. Rồi các bạn sẽ vẽ một cái vòng tròn cắt. Chọn circle nè, bắt tâm ở trên này nè. Các bạn cho nó tiếp tiến với cái đường lố lố đây nè. Đó. Nó hiện ra tiếp tiến rồi nè. Ok. Ok. Rồi chúng ta bấm vào cái dấu cắt nha. Rồi chúng ta xem thử rồi. Ok. Bạn chọn ngoài dấu cất rồi các bạn, kết nè. Kết. Ok, như vậy ta cắt xong rồi đấy. Rồi chúng ta sẽ ẩn đi mấy cái thằng
này đi. Đấy. Ok, nhưng mà bạn sẽ cắt được cái này à. Thì ở đây tôi vẽ cái tiết diện hơi nhỏ thì chúng ta sẽ chỉnh lại cái tiết diện các bạn. Chính là tiết diện ở đây là diện đây là đường kính là 10 nè các bạn. Rồi ok. Đấy, ok. Đấy, chúng ta đã cắt được cái hình này rồi. Rồi công việc đơn giản còn lại là sau khi bạn vẽ hai cái hình này xong rồi giờ bạn copy cái này thôi. Các bạn copy này bạn chọn đầu tiên các bạn chọn gì? Chọn feature operation nè. Rồi chọn copy nè, chọn move, chọn đinh, rồi chọn cái switch 2 này, bấm ok, chọn rotate nè. Rồi chọn trục nè. Chỉ cái trục qua. Chỉ trục xoay là trục này nè. Đó, rồi bạn bạn bấm ok. Rồi các bạn nhập góc xoay là 36. Đấy, các bạn tạo được cái hàng nó xoay đi 36 nè. Rồi tương tự ở đây group này các bạn chọn group này bấm phải chuột chọn button nè. Rồi button các bạn rồi sẽ chỉ vào cái góc 36 này. Xong rồi lên đây các bạn khai báo là 9 cái nữa. Trừ cái kia ra là 9 cái. Đấy. Như vậy là tôi đã copy xong rồi. Đó rồi, hai cái dòng này các bạn sẽ tự vẽ nha. Nó y chang như nó giống y chúng ta sẽ lặp lại y chang như ba cái dòng này thôi. Đấy. À, như vậy là chúng ta đã vẽ hoàn chỉnh xong cái sản phẩm này rồi. Rồi. Video hướng dẫn vẽ cái đĩa hình dạng dạng giống điêu khắc đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ bấm nút subscribe hoặc là bấm vào cái biểu tượng quảng cáo á để ủng hộ mình tiếp tục chia sẻ những cái video tiếp theo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.